cách nay khoảng 20 triệu năm, do ảnh hưởng của hoạt động tạo núi Himalaya, hầu hết Nam Bộ bị sụt lún để tạo một vịnh biển nông. Tuy nhiên, vùng Thất Sơn không bị sụt lún hết, nổi lên những hòn đảo giữa biển nước mênh mông. Vịnh biển nông Nam Bộ trở thành một bồn chứa trầm tích sông biển để hình thành nên một châu thổ. Từ những hòn đảo, Thất Sơn đã trở thành một vùng núi tọa lạc giữa đồng bằng mênh mông. Xin mời quý vị cùng Exotic Việt Nam chinh phục 3 ngọn núi đầu tiên trong Thất Sơn ở vùng đất An Giang nhé! Núi Cô Tô, còn gọi là Phục Hoàng Sơn, có chiều cao 614m, dài 5.800m, rộng 3.700m, nằm giữa những cánh đồng bao la bát ngát, cùng hồ nước ngọt xoài so xanh mát. Ngọn núi Cô Tô khoác trên mình vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Từ thành phố Long Xuyên, theo đường tỉnh lộ 943 hoặc đường tỉnh lộ 945, khoảng 60km là tới chân núi Cô Tô. Ngay trên núi là hồ xoài so thơ mộng. Đây là hồ nước ngọt nhân tạo do người dân đắp đập để giữ nước, phục vụ tưới tiêu cho hàng ngàn mẫu ruộng đất quanh khu vực núi Cô Tô trong mùa khô hạn. Có hai cách để chinh phục đỉnh núi Cô Tô là đi bộ theo đường bậc thang với độ dốc khá lớn, băng qua những tán rừng che trúc xào xạc hay những hàng cây cổ thụ xanh mướt. Cách thứ hai là đi xe ôm để trải nghiệm cảm giác thót tim với những đoạn đường dốc dựng đứng và những cua tay áo đường hẹp. Có nhiều chặng xe ôm từ chân núi tới đỉnh núi nên có thể kết hợp cả đi bộ và đi xe ôm để chinh phục đỉnh núi Cô Tô. Núi Cô Tô không chỉ là nơi thưởng ngoạn cảnh quan đồng ruộng bát ngát mênh mông mà nơi đây còn là điểm đến tâm linh với những ngôi chùa, đền thờ nằm dọc sườn núi. Một số ngôi chùa còn phục vụ miễn phí nước uống và ăn chay cho khách. Núi Dài, còn gọi là Ngọa Long Sơn hay núi Rồng Nằm, là núi dài nhất trong Thất Sơn, thân rồng vươn dài đến 8.000m, cao 580m, nằm trên địa bàn của ba xã là Châu Lăng, Lương Phi, Lê Trì và thị trấn Ba Chúc, tất cả đều thuộc huyện Tri Tôn. Đây là khối núi có địa hình dốc trên 25 độ vì cấu tạo bằng các loại đá thuộc nhóm magma, không chỉ magma xâm nhập mà cả magma phun trào. Lợi dụng các khe nứt cắt dọc ngang trong khối đá, quá trình phong hóa vật lý do nhiệt đã bóc vỏ củ hành, biến các khối đá sắc cạnh thành các khối cầu và đổ sụp xuống, tạo nhiều khoảng trống giữa lòng núi. Những hang động thiên nhiên này có thể chứa hàng ngàn người như hang Ma Thiên Lãnh trong căn cứ tỉnh ủy An Giang từ 1962 đến 1967 tại Ô Tà Sóc. Núi nước còn gọi là Thủy Đài Sơn, chỉ cao 54m, chu vi 1.070m, nằm lọt thỏm những cánh đồng bát ngát mênh mông. Xa xa là núi Dài Xanh Rì, núi thuộc thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Mặc dù vùng Thất Sơn có nhiều núi cao hơn, trải dài hơn, nhưng núi nước vẫn được người xưa đặt tên và đưa vào danh sách Thất Sơn, có lẽ do những câu chuyện thần bí. Khi chưa có đê bao ngăn lũ, vào mùa nước nổi khoảng tháng 8 đến cuối tháng 10 âm lịch, chung quanh núi này là một biển nước mênh mông, không nhìn thấy bờ, vì lẽ đó núi có tên là núi nước. Những đường mòn nhỏ quanh co dưới những tảng đá khổng lồ, du khách khám phá nhiều cảnh quan kỳ bí như cây sung cổ thụ 300 năm tuổi với cành lá xung xuê che phủ miếu thờ thần thổ, hay tảng đá khổng lồ hình quả trứng, người dân địa phương gọi là tiên trứng, ngay trước miếu bà linh thiêng. Hay đi thêm một chút nữa là tới sân tiên, thạch bàn, hang ông hổ, rùa đá thần. Xin mời quý vị đón xem clip tiếp theo để tiếp tục chinh phục Thất Sơn cùng với